Rồi cái nút bên tay trái là nút đèn bấm đầu tiên, đèn sẽ tự đổi màu. Nếu mà muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới nút đèn này. Nút bên tay phải là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên là máy đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Bấm cái nữa hơn 3 tiếng, cái số nó chạy theo. Bấm cái nữa 6 tiếng. Ví dụ như hẹn 6 tiếng mà ít nước đi, là nó khi nào ưu tiên hết nước cũng ngắt. Còn bấm một cái nữa là on là khung chừng nào cạn nước tắt, tức là khung nào hết nước tự tắt luôn. Nếu mà sử dụng thì nếu mà không có nước thì máy sẽ tự ngắt, cho nên lúc này mình sẽ test chế độ hết nước trước. Nếu mà hết nước thì mình có thể bắt đèn được, nhưng mà mình bấm hẹn giờ là máy sẽ tự tắt, hết nước tự ngắt liền. Rồi khi mà xài thì mình sẽ đổ nước, đổ 2 phần 3 đổ lại thôi. Trung bình 100 ml nước mình nhỏ 5 đến 10 giọt tinh dầu, sẽ có cái cốc để lượng nước. Nước thì mình đổ 2 phần 3 nước đổ lại. Rồi. Nó có cái cốc kèm theo máy mà để cho mình lượng nước. Cứ 100 ml thì nhỏ 5 đến 10 giọt. Xong rồi đậy đậy nắp lại. Rồi cái nút bên tay trái là nút đèn bấm đầu tiên, đèn sẽ tự đổi màu. Đèn đi quay này. Nếu mà muốn thích màu gì cứ bấm hoài tới nút đèn này. Nút bên tay phải là nút hẹn giờ, bấm đầu tiên là máy đúng 1 tiếng đồng hồ nó ngắt. Bấm cái nữa hơn 3 tiếng, cái số nó chạy theo. Bấm cái nữa 6 tiếng. Ví dụ như hẹn 6 tiếng mà ít nước đi, là nó khi nào ưu tiên hết nước cũng ngắt. Còn bấm một cái nữa là on là khung chừng nào cạn nước tắt, tức là khung nào hết nước tự tắt luôn. Còn hẹn những cái số giờ này, nếu mà mình chế đủ số nước nó thì đúng số giờ nó sẽ tắt. Rồi, còn bấm cái nó tắt máy. Bấm đầu tiên là 1 tiếng, 3 tiếng, 6 tiếng on. Còn đèn bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Còn mình muốn thích màu gì bấm hoài tới nút đèn này, là có một số màu để cho mình đổi. Dạ, là mình đổi ngay một màu. Quên cách sử dụng thì vô YouTube cả cảnh shop, hoặc trong máy sẽ có sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Rồi. Nước chưa, lạnh. Ôi, chưa, thấy lưỡi hoài, cũng thấy đâu. Nước lạnh cho nên không 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 thấy mùi thơm. Rồi. Máy sẽ có tặng thêm cái điều khiển. Dạ, nếu mà điều khiển thì mình xài rút cái nắp chặn pin này ra. On off là tắt mở máy. On là mở máy. Còn hẹn giờ bấm nút đồng hồ này. Thường thường bấm hai cái nút đó là có đủ chức năng rồi. Rồi đèn bấm đầu tiên đèn tự đổi màu. Bitmore là không lớn nhỏ. Enter là ngắt quãng. Continue liên tục, hai nút này không cần sử dụng, sử dụng 4 nút này là được. Bình thường thì mình cứ bật lên cái. Mình muốn qua chừng nào hết nước ngắt thì mình bấm qua on, đèn bấm cái là tự đổi màu. Rồi nếu mà chị ngừng sử dụng 5-10 ngày gì đó mà không sử dụng thì mình đổ hết nước dùng khăn giấy lau khô được. Tránh trường hợp tinh dầu nó bắn.